độ sáng khác nhau nhé các bạn. Đây chế độ sáng này các bạn này. Đây chế độ sáng hơn nhé các bạn. Đây sáng tăng dần này. Đây ví dụ như ở đây mình sẽ sáng cho màu này các bạn này. Đây màu xanh, màu tím như thì như này nhé các bạn nhé. Màu vàng thì nó chuyển sang màu xanh này. Có rất là nhiều màu luôn các bạn. Đây các cái chế độ, ví dụ chế độ này sáng tối này các bạn này. Bây giờ mình chọn cái flash như nào. Đây flash đây, tức là nó tự nó nháy sang màu khác đi các bạn. Ví dụ các bạn muốn để một màu thì chúng ta bấm RG này, màu đây nhé các bạn nhé, RGB này. Đây đây cái stroke này các bạn này, nó nhiều màu nó chuyển đổi này. Còn ở đây là nó nháy nhé các bạn nhé. Còn cái phase này các bạn, đây nó chuyển lần lượt sang màu này sang màu khác, nhìn rất là đẹp nhé các bạn nhé. Đây cái smooth, smooth là gì các bạn, nó nháy từng màu qua tất cả các cái màu các bạn. Cái này rất là đơn giản thôi. Đây ví dụ như mình muốn cho rừng màu đỏ nhảy hạn nhé các bạn nhé, thì bấm màu đỏ này, cho màu xanh thì màu xanh nhé các bạn nhé. Đấy rất là hay luôn. Alo 1 2 3. Đây đây mình sẽ cho màu rất là nhiều màu này các bạn nhé. Thì mình bây giờ mình tắt đèn theo cảm giác các bạn cảm nhận này. Nhìn ở ngoài đẹp hơn nhé các bạn nhé. Ở đây đấy màu rất là đẹp luôn các bạn. Mình cho sáng này cho nó nhảy nhé các bạn nhé. Đây mình ở dưới này mình có một cái đèn led nữa các bạn này. Cái này cũng nó cảm biến là nói từng nào thì nó phát sáng từng đấy nhé các bạn nhé. Rất là đẹp luôn các bạn. Đây các bạn quan tâm cái sản phẩm này thì các bạn liên hệ với số điện thoại 0981 622 211 nha các bạn nhé. Rồi ok, cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.